Một pha can thiệp không đúng lúc và có vẻ như cũng không đúng thời điểm của bì đỏ. Một cú đá quá đau dành cho Triết Luận. Anh mang về cho mình thêm 4 điểm để có tỷ số là 26-34. Tạm nghiêng về Triết Luận bị vàng. Chúng ta đang ở lượt cờ thứ 30 và trận đấu chuẩn bị bước sang lượt cờ thứ 31. Triết Luận liên tục tung ra những series để lật ngược thế cờ sau khi hiệp 2 giải lao bước vào. Dường như anh ghi điểm liên tục. Và cùng với đó là khả năng cơ thủ Đỗ Nguyễn Trung Hậu có một cái sự chững lại và có một sự đuối sức đến từ anh chăng. Cần có một series và ở đây cần có một điểm số dài để trận đấu bán kết của chúng ta lại tiếp tục hấp dẫn hơn. Các bạn có nghĩ là lượt cờ này, hình bi này sẽ có series cho Trung Hậu hay không? Nếu vàng không can thiệp thì anh sẽ có điểm số thứ 5. Có một cú đá nhẹ nhưng đó là điểm số dành cho Trung Hậu. May mắn đã có mỉm cười đã quay trở lại với anh. Với 5 điểm Trung Hậu ghi được thì tín hiệu của trận bán kết lại cho thấy là tiếp tục gây cấn. Ngắn dài ngắn, 4 băng. Thêm 2 băng nữa là 6 băng. Chính xác. 6 cho Trung Hậu. Đúng, thực sự là phải có một series dài. Và anh đang có một series 6 điểm. Không ngắn lắm và cũng không dài lắm, nhưng phần nào đó đủ đáp ứng nhu cầu để có thể tiếp tục bám đuổi đối thủ. Pha né đá đã thành công nhưng đủ xòe không? Đủ xòe. Chính xác. Đang là một cuộc đua series 2 rân trong trận đấu này. Triết Luận đã có 10 và Trung Hậu đang có 7. Nhưng anh vẫn còn có hình bi tiếp theo thuận lợi. Có thể cúp đỏ để né đá hay không? Hay là băng tự động?
Cú cúp đỏ né đá. Thành công, chính xác. 34 đều xem boy. Như vậy là xin chúc mừng cầu thủ Ngô Lê Duy đã giành chiếc vé đầu tiên vào chung kết 40-30, 26 lượt cơ trước cầu thủ Trần Chí Thanh. Và anh sẽ chờ đợi người thắng trong cặp đấu này để so kè cũng như so tài trong trận chung kết để mang về phần thưởng 40 triệu đồng. 9 đã có 9 và vượt qua thì cũng đã vượt qua. Các bạn cũng đừng quên là với cầu thủ Đỗ Nguyễn Trung Hậu thì anh có series 14 điểm cho riêng mình ở giải đấu lần này nha. Và cũng thật trùng hợp là còn đúng 4 điểm nữa thì anh sẽ kết thúc trận đấu bán kết này. Liệu anh có làm được điều đó một lần nữa hay không? Hai series 14 thì Trung Hậu sẽ có một cái cột mốc đáng nhớ giống như cầu thủ Văn Ly, Hồng Ly ở giải đấu câu lạc bộ Thành Lộc cách đây ít ngày. Thì Hồng Ly cũng có hai series 14 cho mình trong trận đấu, trong giải đấu. Mười một rồi, còn ba thôi. Nếu như đối thủ có thể tận dụng thành công hình bi này để kết thúc trận đấu thì phải nói đó là một điều cực kỳ đáng tiếc với Cao Phan Triết Luận. Bởi vì anh đã có một hiệp 2 rất hay và thậm chí có thời điểm anh vượt lên dẫn đối thủ. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện lại đang được quay trở lại guồng của nó với màn thể hiện quá xuất sắc cũng như xuất thần đến từ Đỗ Nguyễn Trung Hậu. Series 12 anh đang có được và với hình bi này, cú chạm mỏng bi vàng ghi điểm và kèm theo đó là một cú đẩy đỏ về góc dậu, nếu như có thể sẽ kết thúc bằng một hình bi A bằng 3 bằng chăng. Có điểm thứ 13 cho Trung Hậu và một hình bi quá là thuận lợi để anh có thể đối đầu với Ngô Lê Duy trong trận chung kết. Anh đã lao cơ. Thời điểm này là cần thiết. Thời điểm này cần mọi thứ chỉnh chu. Thật sự đang rất đáng tiếc cho Cao Phan Triết Luận với hình bi này của Đỗ Nguyễn Trung Hậu. Một cú mỏng 5 băng. Vâng, và như vậy là xin chúc mừng Đỗ Nguyễn Trung Hậu với một series 14 điểm kết thúc trận đấu rất lạnh lùng. Trận đấu của chúng ta phải nói là cực kỳ khó tin